15 La Mã. Phẩm Tikandaki. 1. Cho là khinh. Năm hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời, thế nào là năm? Sau khi cho khinh rẻ, sau khi cùng sống khinh rẻ, miệng nuốt tất cả, người không vững chắc, người ám độn ngu si. Và này các tỷ kheo, thế nào là người sau khi cho khinh miệng? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người cho người khác các đồ nhu yếu như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Vị ấy suy nghĩ, ta là người cho, người này là người nhận. Sau khi cho, vị ấy khinh rẻ người nhận. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người sau khi cho khinh rẻ. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi sống chung khinh rẻ? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người cùng sống với người 2 hay 3 năm. Do sống với người ấy, vị ấy khinh rẻ người ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người sau khi sống chung khinh rẻ. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người miệng nuốt tất cả? Ở đây, này các tỷ kheo, có người khi nghe người ta tán thán hay chỉ trích người khác liền mau mắn thích thú. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người miệng nuốt tất cả. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người không vững chắc? Ở đây, này các tỷ kheo, có người có lòng tin nhỏ bé, có lòng tín ngưỡng nhỏ bé, có lòng tin ái mộ nhỏ bé, có tịnh tính nhỏ bé. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người không vững chắc. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người ám độn ngu si? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không biết các pháp thiện, bất thiện, không biết các pháp tội, không tội, không biết các pháp hạ liệt, thù thắng, không biết các pháp dự phần đen trắng. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người ám độn ngu si. Năm hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 2. Làm sai lạc. Có năm hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm điều vi phạm và hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm điều vi phạm nhưng không hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không làm điều vi phạm, có hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không làm điều vi phạm, không có hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không làm điều vi phạm, không có hối hận, và như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, hạng người này làm điều vi phạm và hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Hạng người này cần phải được nói như sau: các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm đã có mặt nơi tôn giả, các lậu hoặc được sanh do hối hận được tăng trưởng. Lành thay, nếu tôn giả sau khi đoạn tận các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm, sau khi loại bỏ các lậu hoặc được sanh do hối hận, hãy tu tập tâm và tuệ. Như vậy, tôn giả sẽ trở thành đồng đẳng với hạng người thứ năm ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, hạng người làm điều vi phạm nhưng không hối hận,
và không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây các pháp ác bất thiện ấy đã sanh, được đoạn diệt, không có dư tàn. Người này cần phải được nói như sau: các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm đã có mặt nơi tôn giả. Các lậu hoặc được sanh do hối hận, không có tăng trưởng. Lành thay, nếu tôn giả sau khi đoạn tận các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm, hãy tu tập tâm và tuệ. Như vậy, tôn giả sẽ trở thành đồng đẳng với hạng người thứ năm ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, hạng người này không làm điều vi phạm, có hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy đã sanh, được đoạn diệt, không có dư tàn. Người này cần phải được nói như sau: các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm không có mặt nơi tôn giả. Các lậu hoặc được sanh do hối hận có tăng trưởng. Lành thay, nếu tôn giả sau khi loại bỏ các lậu hoặc được sanh do hối hận, hãy tu tập tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, tôn giả sẽ trở thành đồng đẳng với hạng người thứ năm ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, hạng người này không làm điều vi phạm, không hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy đã sanh, được đoạn diệt, không có dư tàn. Người này cần phải được nói như sau: các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm không có mặt nơi tôn giả. Các lậu hoặc được sanh do hối hận không có tăng trưởng. Lành thay, tôn giả hãy tu tập tâm và tuệ. Như vậy, tôn giả sẽ trở thành đồng đẳng với hạng người thứ năm ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, bốn hạng người này với hạng người thứ năm được giáo giới như vậy, được khuyên dạy như vậy, dần dần đạt đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. 3. Tại đền Sarananda. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, chỗ giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Vesali để khất thực. Lúc bấy giờ, khoảng 500 người Lichavi đang ngồi tụ họp tại đền Sarananda, và câu chuyện sau đây được khởi lên. Sự hiện hữu của năm châu báu khó tìm được ở đời. Thế nào là năm? Sự hiện hữu của voi báo khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của ngựa báo khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của ngọc báo khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của nữ báo khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của cư sĩ báo khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của năm châu báo này khó tìm được ở đời. Rồi các người Lichavi ấy đặt một người ở trên đường và nói: này bạn, khi nào bạn thấy Thế Tôn đi đến, hãy báo cho chúng tôi biết. Người ấy thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy liền đi đến các người Lichavi và nói: thưa quý vị, Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác ấy đã đến. Nay quý vị hãy làm những gì quý vị nghĩ là hợp thời. Rồi các người Lichavi ấy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên, các người Lichavi ấy bạch Thế Tôn: lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến đền Sarananda, vì lòng thương tưởng chúng con. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn đi đến đền Sarananda. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các người Lichavi ấy: này các Lichavi, hôm nay các ông ngồi tụ họp nói đến vấn đề gì, và vấn đề gì giữa các ông đã bị gián đoạn? Ở đây bạch Thế Tôn, chúng con đang ngồi tụ họp, vấn đề này được khởi lên. Sự hiện hữu của năm châu báu khó tìm được ở đời. Và thế nào là năm? Sự hiện hữu của voi báo khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của ngựa báo khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của ngọc báo khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của nữ báo khó tìm được ở đời.
Sự hiện hữu của cư sĩ báo khó tìm được ở đời, sự hiện hữu của năm châu báo này khó tìm được ở đời. Đối với các ông, người Lichavi đang thiên nặng về dục, cuộc nói chuyện y cứ trên dục được khởi lên. Này các Lichavi, sự hiện hữu của năm châu báo khó tìm được ở đời, chà thế nào là năm? Sự hiện hữu của Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác khó tìm được ở đời. Hạng người có thể thuyết giảng pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người hiểu được lời thuyết giảng về pháp là luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người đem thực hành các pháp và tùy pháp được hiểu từ lời thuyết giảng về pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người biết ơn và nhớ ơn khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của năm châu báu này, này các Lichavi, khó tìm được ở đời. 4. Tại rừng Nikandaki. Một thời Thế Tôn trú ở Sekaita tại rừng Nikandaki. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Lành thay, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thỉnh thoảng sống với tưởng ghê tởm đối với các vật không ghê tởm. Lành thay, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thỉnh thoảng sống với tưởng không ghê tởm đối với vật ghê tởm. Lành thay, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thỉnh thoảng sống với tưởng ghê tởm đối với các vật không ghê tởm và ghê tởm. Lành thay, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thỉnh thoảng sống với tưởng không ghê tởm đối với các vật ghê tởm và không ghê tởm. Lành thay, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sau khi từ bỏ cả hai vật không ghê tởm và ghê tởm, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Và này các tỷ kheo, do duyên lợi ích gì, này các tỷ kheo có thể trú với tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm. Mong rằng đối với các pháp khả ái, tham chớ có khởi lên nơi ta. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo nên sống với tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm. Và này các tỷ kheo, do duyên lợi ích thế nào, tỷ kheo nên sống với tưởng không ghê tởm đối với vật ghê tởm. Mong rằng đối với các pháp đáng sân hận, lòng sân chớ có khởi lên nơi ta. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo nên sống với tưởng không ghê tởm đối với vật ghê tởm. Và này các tỷ kheo, do duyên lợi ích thế nào, tỷ kheo nên sống với tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm và ghê tởm. Mong rằng đối với các pháp khả ái, lòng tham chớ có khởi lên nơi ta. Mong rằng đối với các pháp đáng sân hận, lòng sân chớ có khởi lên nơi ta. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo nên sống với tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm và ghê tởm. Và này các tỷ kheo, do duyên lợi ích thế nào, tỷ kheo nên sống với tưởng không ghê tởm đối với vật ghê tởm và không ghê tởm. Mong rằng đối với các pháp đáng được sân hận, lòng sân chớ khởi lên nơi ta. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo nên sống với tưởng không ghê tởm đối với vật ghê tởm và không ghê tởm. Và này các tỷ kheo, do duyên lợi ích thế nào, tỷ kheo sau khi từ bỏ cả hai vật không ghê tởm và ghê tởm, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Mong rằng dầu là vật gì, tại chỗ nào và như thế nào, đối với các pháp khả ái, lòng tham chớ có khởi lên nơi ta. Mong rằng dầu là vật gì, tại chỗ nào là như thế nào, đối với các pháp đáng được sân hận, lòng sân chớ có khởi lên nơi ta. Mong rằng dầu là vật gì, tại chỗ nào và như thế nào, đối với các pháp có thể làm cho si mê, lòng si không khởi lên nơi ta.
Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo, tỷ kheo sau khi từ bỏ cả hai vật không ghê tởm và ghê tởm, nên trú xả chánh niệm tỉnh giác. 5. Con đường đến địa ngục. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục. Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là năm? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. 6. Người bạn. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo không đáng được làm bạn. Thế nào là năm? Bảo làm việc đồng án, ưa thích kiện tụng, chống đối các tỷ kheo lãnh đạo, sống đời sống không có mục đích, kéo dài đời sống như vậy, không có khả năng thỉnh thoảng trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với một bài thuyết pháp. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo không đáng được làm bạn. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo đáng là một người bạn. Thế nào là năm? Không bảo làm việc đồng án, không ưa thích kiện tụng, không chống đối các tỷ kheo lãnh đạo, không sống đời sống không có mục đích, không kéo dài đời sống như vậy, có khả năng thỉnh thoảng trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho khoan hỷ với một bài thuyết pháp. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo đáng được làm bạn. 7. Bố thí không xứng bậc chân nhân. Có năm loại bố thí này, này các tỷ kheo, không xứng bậc chân nhân. Thế nào là năm? Bố thí không cung kính, bố thí không suy nghĩ, bố thí không tự tay mình, bố thí đồ quan bỏ, bố thí không nghĩ đến tương lai. Các pháp này, này các tỷ kheo, là năm loại bố thí không xứng bậc chân nhân. Năm loại bố thí này, này các tỷ kheo, là loại bố thí xứng bậc chân nhân. Thế nào là năm? Bố thí có cung kính, bố thí có suy nghĩ, bố thí tự tay mình, bố thí đồ không quăng bỏ, bố thí có nghĩ đến tương lai. Các pháp này, này các tỷ kheo, là năm loại bố thí xứng bậc chân nhân. 8. Bố thí xứng bậc chân nhân. Này các tỷ kheo, có năm loại bố thí này xứng bậc chân nhân. Thế nào là năm? Bố thí có lòng tin, bố thí có kính trọng, bố thí đúng thời, bố thí với tâm không gượng ép, bố thí không làm thương tổn mình và người. Này các tỷ kheo, sau khi bố thí với lòng tin chỗ nào, quả vị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả, người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, đẹp trai, dễ ngó, có thành tính và thành tựu dung sắc thù thắng như hoa sen. Và này các tỷ kheo, sau khi bố thí có cung kính, chỗ nào, quả vị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả, người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và các con trai, các bà vợ, các người nô tỳ, các người đưa tin, các người làm công, những người ấy đều sẵn sàng dâng theo người ấy, họ lắng tai và phục vụ với tâm hiểu biết. Và này các tỷ kheo, sau khi bố thí đúng thời, chỗ nào, quả vị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả, người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và các vật dụng đến với người ấy đúng thời và sung túc. Và này các tỷ kheo, sau khi bố thí với tâm không gượng ép, chỗ nào, quả vị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả, người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn,
và hướng tâm thụ hưởng đầy đủ năm dục công đức. Và này các tỷ kheo, sau khi bố thí không làm thương tổn mình và người, chỗ nào quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả, người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn và không một tai nạn nào từ đâu đến. Đếm với tài sản của người ấy, hoặc từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ các người thù địch hay từ các người thừa tự. Này các tỷ kheo, có năm loại bố thí xứng bậc chân nhân này. 9. Thời giải thoát. Có năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến sự thối đọa cho tỷ kheo đã chứng được thời giải thoát. Thế nào là năm? Ưa thích làm việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ, ưa thích hội chúng, không quán sát tâm như đã được giải thoát. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến sự thối đọa cho vị tỷ kheo đã chứng thời giải thoát. Năm pháp này, này các tỷ kheo, không đưa đến sự thối đọa cho vị tỷ kheo đã chứng được thời giải thoát. Thế nào là năm? Không ưa thích làm việc về thân, không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ, không ưa thích hội chúng, có quán sát tâm như đã được giải thoát. Năm pháp này, này các tỷ kheo, không đưa đến sự thối đọa cho tỷ kheo đã chứng được thời giải thoát. 10. Thời giải thoát. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến sự thối đọa cho tỷ kheo đã chứng thời giải thoát. Thế nào là năm? Ưa thích làm việc về thân, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ, không chế ngự các căn, không biết tiết độ trong ăn uống. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến sự thối đọa cho tỷ kheo đã chứng được thời giải thoát. Năm pháp này, này các tỷ kheo, không đưa đến sự thối đọa cho tỷ kheo đã chứng được thời giải thoát. Thế nào là năm? Không ưa thích làm việc, không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ, chế ngự các căn, biết tiết độ trong ăn uống. Năm pháp này, này các tỷ kheo, không đưa đến sự thối đọa cho tỷ kheo đã chứng được thời giải thoát.